Cứ đến giờ nghỉ trưa, giờ tan tầm, ở một số giao lộ như ngã tư Nguyễn Huệ, Ngô Thị Nhậm, ngã tư Tôn Đức Thắng, Ngô Thị Nhậm, ngã tư quốc lộ 30, Nguyễn Văn Trà, ngày càng phổ biến tình trạng người dân bán hàng trên vỉa hè, cả mở loa rao in nổi. Chưa hết, khu vực vỉa hè các trường trung học cơ sở huyện Thị Lựu khoảng 200m cũng là điểm tập trung các hộ bán mặt hàng hải sản, trái cây với tiếng loa cầm tay rao liên tục. Kèn sẽ bị ác với tiếng loa làm cho người lưu thông sẽ không nghe rõ, làm cho những người đó sẽ bị mất tập trung. Để cái loa thì nó có thể ồn khi mà người ta mất tập trung, nhưng mà vì miếng cơm manh áo không thể nào mà ngăn cấm người ta. Những hộ dân bán hàng lấn chiếm vỉa hè thường xuyên thay đổi địa điểm bán và mang tiếng loa ồn ào đi khắp thành phố, làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự công cộng và mỹ quan đô thị. Nó có thể là xếp vô một dạng là gây ô nhiễm tiếng ồn, nhiễu loạn khi mà mình đi tham gia giao thông. Thời gian tan ca về mình đang mệt, rất là mệt mỏi. Khi nghe những cái tiếng ồn đó, mình cảm làm cho con người của mình cảm thấy rất là khó chịu. Trước tình trạng đó, nhằm chấn chỉnh nạn bán hàng lấn chiếm vỉa hè có dùng loa gây ồn ào, sắp tới Phòng Quản lý Đô thị thành phố Cao Lãnh sẽ phối hợp với Đội Quản lý Trật tự Đô thị, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt thời điểm tan tầm tại các ngã tư. Bên cạnh đó, Phòng Quản lý Đô thị sẽ tiến hành tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký vị trí bán hàng tại các điểm chợ theo đúng quy định, tiếp tục buôn bán mưu sinh. Trước đó, để việc mua bán hàng quá có nề nếp, trật tự và đáp ứng nhu cầu về ẩm thực đường phố của người dân, thành phố Cao Lãnh đã bố trí một số tuyến đường trung tâm dành riêng cho hoạt động này, như tuyến đường Duy Tân, khu vực gần trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, đường Võ Trường Toản, đoạn đi qua công viên Văn Miếu và chợ đêm Cao Lãnh.